Mối tình bi kịch của người mẫu xinh đẹp, cái chết thương tâm, tính chất man rở của vụ giết người khiến các nhà điều tra nghi ngờ động cơ gây án mang yếu tố cá nhân. Dù mối tình lãng mạn từ thời trung học đã kết thúc không mấy tốt đẹp, nhưng Mapo Patalia cũng không thể ngờ rằng bi kịch mà cô phải hứng chịu sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều so với việc bị đe dọa, sinh rập và gây rối. Cha mẹ của Mapo Patalia luôn mong muốn con cái mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ quê nhà ở Mumbai, Ấn Độ, họ quyết định chuyển tới Canada để hai cô con gái nhỏ có thể phát huy được hết khả năng của mình. Mapo là con gái út được cha đặt tên theo loài cây mang tính biểu tượng của đất nước họ định cư. Từ nhỏ, Maple đã là một cô bé xinh đẹp, có tính cách sôi nổi và lôi cuốn. Cô luôn nói với mọi người về mong muốn trở thành bác sĩ phi hành xa, người mẫu hay đóng phim. Cô ấy luôn có những ước mơ lớn lao, bản thân của Maple cho biết. Ở tuổi 14, một vài ước mơ trong số đó đã bắt đầu thành hiện thực. Năm đó, Maple đã giành được hợp đồng biểu diễn đầu tiên với tư cách là người mẫu. Không lâu sau, cô gái được xuất hiện tại tuần lễ thời trang Vancouver Marvel còn đăng ký học diễn xuất, có người đại diện với mục tiêu tiến một bước gần hơn đến khát vọng Hollywood của mình. Cô gái xinh đẹp thậm chí đã nhận được một vai diễn nhỏ trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng Diary of Queen Bee Kids, Chocris Runes năm 2010 và xuất hiện trong một tập phim truyền hình The Secret Circle vào năm 2011. Sau bước đầu hoạt động thành công trong sự nghiệp người mẫu và diễn viên, nhưng Mapo không quên ước mơ trở thành bác sĩ của mình. Cô gái 19 tuổi đang học ngành y của Đại học Simon Fraser ở Surrey, Canada. Mọi thứ của Mapo dường như đều hoàn hảo, nhưng rồi, vào thời điểm cô đang chuẩn bị cho vòng chung kết một cuộc thi tìm kiếm người mẫu ở Canada, thì bi kịch ập tới. Khoảng 1 giờ sáng ngày 28 tháng 9 năm 2011, Maple Patalia cùng một nam sinh rời khỏi thư viện trong khuôn viên trường sau buổi học đêm. Cô ôm bản để tạm biệt rồi đi bộ đến bãi đậu xe. Không lâu sau, khi Maple đi về phía ô tô của mình, bất ngờ một loạt tiếng súng vang lên. Đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy cô nữ sinh 19 tuổi nằm trên mặt đất đầy máu và chỉ còn thoi thóp. Cảnh sát nhận thấy nạn nhân có vẻ đã bị đâm và bắn nhiều nhát. Maple lúc này cố gắng nói với cảnh sát điều gì đó, nhưng vết thương quá nặng khiến cô không thể thốt ra điều gì. Marble không lâu sau qua đời tại bệnh viện địa phương với 3 vết thương do đạn bắn và 11 vết đâm vào đầu. Cái chết của Marble khiến tất cả người thân và bạn bè cô vô cùng bàng hoàng, đau đớn. Khi nhận tin dữ, mẹ của Marble lập tức trở nên kích động, tung lấy gáy một sĩ quan cảnh sát và kéo xuống, khiến chán hai người chạm vào nhau. Sau đó, người phụ nữ hét lớn, hãy trả thù giúp tôi. Chuyện gì đã xảy ra với gia đình chúng tôi vậy? Đứa con bé bỏng xinh đẹp của chúng tôi đã ra đi mãi mãi. Cha cô kể về khoảnh khắc đau đớn khi biết con gái mình qua đời. Tính chất màn trở của vụ giết người khiến các nhà điều tra nghi ngờ động cơ gây án, mang yếu tố cá nhân. Khi cảnh sát phỏng vấn bạn bè và những người thân thiết của Mapo về kẻ có thể muốn làm tổn thương cô, họ liên tục nhắc đến cái tên người bạn trai cũ, cô Jinder Gary Daliwa. Mapo Patalia và Kuchinder Gary Daliwa từng có một mối tình lãng mạn thời đi học, Maple và Guinder bắt đầu hẹn hò từ thời trung học. Guinder xuất thân trong một gia đình nổi tiếng trong khu vực và được cộng đồng kính trọng. Bố mẹ của Maple cho biết con gái mình vốn có tính cách trưởng thành, thành tích học tập tốt, có thành tựu trong cuộc sống nên họ không can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân của con. Họ tin tưởng Maple luôn có trách nhiệm với mọi quyết định của mình. Maple và Guinder đã có một mối tình thời đi học hết sức lãng mạn. Cô luôn quan tâm có những hành động khiến bạn gái thấy rằng cô là người rất đặc biệt. Marble cũng thường nhận được sô-cô-la và hoa gửi đến tận nhà. Cặp đôi đều có chung sở thích ăn uống và khám phá thiên nhiên. Cũng trong những năm tháng đó, sự nghiệp người mẫu cũng như diễn xuất của Mapo bắt đầu có những bước tiến mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng vui mừng về thành công này. Bạn bè cho biết Cô không những không ủng hộ mà còn tỏ ra ghen tị khi bạn gái ngày càng tỏa sáng. Mối quan hệ giữa hai người từ đó ngày càng xấu đi và giữa họ thường xuyên xảy ra cãi vã. Sau khi tốt nghiệp trung học, Cochrane lựa chọn từ bỏ con đường đại học để tới làm việc tại công ty kinh doanh vận tải đường bộ của cha mình, còn Maple theo học tại đại học Simon Fraser. Đến tháng 8 năm 2011, mối tình của họ xa nứt, Maple phát hiện Cochrane không chung thủy, điều này khiến cô nữ sinh tổn thương nặng nề và quyết định chấm dứt mối quan hệ. Marble sau đó sẵn sàng cho cuộc sống mới nhưng Goodrinder thì ngược lại. Anh ta không sẵn lòng để Marble ra đi dễ dàng như vậy. Đó là lúc hành vi rình rập vào quấy rối của Goodrinder bắt đầu. Từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9 năm 2011, anh ta đã gọi cho Marble hơn 2.000 lần và nhắn tin hàng nghìn lần. Trong một buổi tối, Marble đi chơi ở cầu lạc bộ với bạn khác giới, Goodrinder gửi cho cô 300 tin nhắn trước khi đến đây làm loạn. Cô Trinder đã nhổ nước bọt vào một trong những người bạn nam của cô bên ngoài câu lạc bộ và đấm bản nam khác trong cơn thỉnh nổ so ghen tuông. Chỉ vài ngày trước khi Marple bị sát hại, cô Trinder xông vào quán cà phê nơi cô ngồi cùng một nam sinh và yêu cầu được biết người này là ai. Anh ta đã quát tháo tôi, cô đang làm gì vậy, cô có thích cả này không, rồi đẩy tôi ra. Marple sau đó khai với cảnh sát, tôi run rẩy và thực sự sợ hãi. Gary bị bắt và được lệnh phải tránh xa bạn gái cũ cũng như không được liên lạc với cô. Với những thông tin có được, cảnh sát không mất nhiều thời gian để đưa Gujinder Gary Daliwa vào danh sách nghi phạm trong cái chết của cô bạn gái cũ xinh đẹp Mapo Batalia. Tuy nhiên, việc tìm ra bằng chứng giúp liên kết anh ta với tội ác là một vấn đề phức tạp hơn nhiều. Kiểm tra hiện trường vụ án mạng, cảnh sát không thể tìm ra manh mối phù hợp nào hơn nữa do vụ giết người diễn ra vào nửa đêm nên không có nhân chứng cảnh sát sau đó sử dụng hệ thống camera giám sát được đặt khắp khuôn viên trường xem xét các đoạn video về đêm đỉnh mệnh để ghép lại những khoảnh khắc cuối cùng của Mapo họ phát hiện Mapo rời khỏi thư viện cùng bạn rồi đi bộ một mình về phía bãi đầu xe mặc dù có camera khắp nơi nhưng không may camera ghi hình khu vực bãi đầu xe lại quét ra xa Mapo chỉ vài giây trước khi vụ án mạng xảy ra Tuy nhiên, cảnh sát vẫn nhìn thấy một chiếc Dodge Tracker màu trắng với đèn hậu kiểu xe đua đang lao nhanh ra khỏi bãi đậu xe ngay sau tiếng súng. Chiếc xe tương tự cũng được nhìn thấy vài tiếng trước khi Mapo bị bắn. Nó bám theo mappo và bạn cô khi họ rời thư viện ghé qua quán cà phê gần đó một chút. Do đèn hậu đặc biệt, các nhà điều tra có thể xác định chiếc xe này thuộc đời 2011 và điều tra thông tin về tất cả những chiếc Dodge Charger màu trắng được đăng ký năm đó tại British Columbia. Một trong những chiếc xe như vậy được xác định là xe thuê. Nhà chức trách đã liên hệ với đại lý cho thuê và cuối cùng có được bằng chứng cho thấy một nam sinh tên là Gusima Petty đã thuê chiếc ô tô cùng nhãn hiệu và mẫu mã vào khoảng thời gian Marple bị sát hại. Đang nói, Gusima Petty là bạn của Gutrinder. Chiếc xe đã được trả lại và đang chuẩn bị được dọn dẹp thì cơ quan chức năng có mặt yêu cầu thu giữ. Họ tìm thấy một vỏ đạn 9mm trong khung gầm của mùi xe khớp với những vỏ đạn tìm thấy tại hiện trường vụ án. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện hai vết máu nhỏ thuộc về Mapo và tìm thấy dư lượng súng bắn trên vô lăng. Từ đó xác nhận chiếc xe đã được sử dụng để gây án. Trong một bằng chứng khác, video giám sát cho thấy Kuchinder đi cùng với bà Gershima đến văn phòng cho thuê ô tô. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn cần xác định chính xác ai là người đã bóp cò. Dựa trên bằng chứng pháp y họ xác định kẻ giết người ngồi ở ghế lái. Video giám sát cho thấy Kusima bước ra khỏi xe từ bên phía ghế phủ và đi vào tòa nhà trong khuôn viên trường vài giờ trước khi vụ nổ súng xảy ra. Anh ta cũng được nhìn thấy bám theo người bạn nam đi cùng Mapo chỉ vài phút trước án mạng. Sau nhiều tháng chờ đợi, các nhà điều tra cuối cùng cũng có trong tay hồ sơ điện thoại di động cho thấy Huchinder có mặt tại hiện trường và rời khỏi khuôn viên trường ngay sau án mạng. Huchinder và Gosima bị bắt với cáo buộc giết người. Dù có trong tay đầy đủ bằng chứng, nhưng các nhà điều tra vẫn hy vọng vào một lời thú tội. Với những bằng chứng có được, cảnh sát bác sứ Huchinder Gary Daliwa và Gossima Betty với cáo buộc giết người trong cái chất của bạn gái cũ Huchinder, cô nữ sinh diễn viên người mẫu Marco Battaglia, khi Guchinder ngồi trong phòng thẩm vấn, điều tra viên cố hỏi chuyện anh ta hàng giờ, thậm chí cho xem những bức ảnh về bạn gái cũ bị sát hại, nhưng Guccinder không thú tội. Sau đó, mẹ của nạn nhân Mapo đồng ý nói chuyện với Guccinder qua điện thoại. Hãy nói cho ta biết sự thật, con trai. Bà nói với Guccinder. Người phụ nữ mất con nói rằng bà không muốn Guccinder bị tổn hại, nhưng bà nhớ con gái và cần biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Chúng ta là con người, dù có phạm sai lầm gì đi chăng nữa thì Chúa vẫn tha thứ, con là con trai ta, ta tha thứ cho con." Bà nhẹ nhàng nói. Nghe những lời này Guginder bắt đầu bật khóc, sau đó nói nhỏ, "Tôi rất xin lỗi." Dù đó không phải là một lời thú tội đầy đủ nhưng cũng đủ để các công tố viên khởi tố vụ án. Guginder và đồng phạm Gosima Betty bị cáo buộc vào tối ngày 26 tháng 9 năm 2011 đã đến Đại học Simon Fraser nơi Maple đang theo học trên một chiếc ô tô mà Guzima thuê. Guzinder yêu cầu bạn vào trong trường kiểm tra. Tại đây Guzima gọi điện thoại cho Guzinder nói rằng đã nhìn thấy Maple nhưng không thấy bạn trai của cô. Guzinder liền rời đi mà không xảy ra sự cố gì. Tối hôm sau họ lại tới trường. Lúc này Guzima báo rằng Maple và bạn trai của cô đang ở thư viện. Guzinder ngồi chờ để đối đầu với người bạn kia. Sau khi học xong vào khoảng một giờ sáng, Mapo cùng bạn đi đến bãi đậu xe ôm nhau rồi chia tay. đời nhìn thấy và trở nên tức giận. Gã đàn ông tiến tới bắn năm phát súng vào bạn gái cũ, trong số đó ba phát trúng vào người và cánh tay cô. Không dừng lại ở đó, Trinder tiếp tục dùng dao chém vào đầu Mapo khi cô đã ngã xuống đất. Trinder sau đó lên chiếc xe thuê và lái đi. Ban đầu Buchinder khăng khăng mình vô tội, nhưng khi viên tòa xét xử bắt đầu, anh ta thay đổi suy nghĩ, đồng ý thỏa thuận nhận tội. Theo đó, Buchinder nhận tội giết người cấp độ 2 vào năm 2016 và bị kết án tù trung thân, có khả năng được ân xá sau 21 năm. Trong khi đó, tên đồng phạm Gosima, kẻ đã giúp theo dõi Mapo nhiều ngày trước án mạng và giúp Buchinder rời khỏi hiện trường, nhận 18 tháng tù. Gosima đã được trả tự do so vào năm 2018. Đối với gia đình Mapo kết cục dành cho hai kẻ giết người này không phải là công lý. Họ không đồng ý bản án này và cho rằng Gutschinder vẫn có cơ hội được sống, tự do sau khi lấy đi cả cuộc đời đang rộng mở của cô nữ sinh 19 tuổi. Còn Gossima, dù là đồng phạm có vai trò không nhỏ và hoàn toàn có thể ngăn cản vụ án mạng, nhưng lại chỉ phải nhận bản án quá nhẹ.